Xin chào tất cả các em. Xin mời các em cùng tiếp tục đến bài test 15 phút Unit 2 chương trình thần tiếng Anh lớp 8. Giọng bài số 1 là giọng bài chúng ta sẽ nghiệm từ một phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. Câu số 1, Highland, Time, Appliance và Nomadic. Chọn đáp án là đáp án D. Phát âm là Y, tất cả phát âm là âm là ai các em nhá. Tiếp theo câu số 2, appliance, vast, pasture và grass. Chọn câu A, phát âm là ơ. Câu số 3, nomad, local, Mongolian, motorist. Chọn câu D là ơ. Disturb, pick, field, convenient. What? Chúng ta có disturb quấy rầy âm y ngắn, pitch âm y ngắn, convenient âm y ngắn, chọn từ field âm y kéo dài. Number 5, custom, hurry và conduct, tất cả là á, còn câu B phát âm khác ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần kiến thức về tính từ và trạng từ. Chúng ta lưu ý là tính từ sẽ bổ nghĩa cho động từ to be, còn trạng từ sẽ bổ nghĩa cho động từ thường. Vậy thì ở câu 1 chúng ta thấy từ working là động từ thường, vậy chúng ta sẽ cần trạng từ. Ở đây từ hot nó vừa là tính từ vừa là trạng từ ngắn, chúng ta sẽ chọn từ hot. Còn từ hardly ở đây nó không phải là trạng từ mà nó có nghĩa là hầu như không, nó không phải là trạng từ chỉ thể cách của từ hot. They are been working very hard and now they're sick. Họ đã làm việc liên tục rất chăm chỉ và bây giờ họ bị ốm. Number 2, home internet connection is really. Ở đây sau to be chúng ta sẽ dùng tính từ slow. Number 3, what's the matter with May? Có vấn đề gì với May vậy? She looks. Ở đây chúng ta thấy là tính từ thì bổ nghĩa cho động từ to be. Tuy nhiên sẽ có một số trường hợp gọi là các thế động từ nối. Nó sẽ không cần tính trạng từ bổ nghĩa và nó sẽ cộng với tính từ nhấn mạnh cái cảm xúc tình trạng hơn là nhấn mạnh hành động. Vậy chúng ta sẽ chọn câu là angry. Cô ấy trông có vẻ giận dữ chứ không phải là nhìn một cách giận dữ. Nhìn một cách giận dữ chúng ta sẽ dùng look at. Number 4, her kids are reading book. Những đứa trẻ của cô ấy, con của cô ấy đang đọc sách. Đây là động từ thường chỉ hành động và chúng ta sẽ dùng quietly, đang đọc sách một cách rất yên tĩnh, rất yên lặng. Number 5, rural areas là cái khu vực nông thôn. Are, ở đây chúng ta thấy là trường hợp này là câu bị động. Câu bị động ở đây đứng giữa động từ to be và động từ nguyên thể, động từ quá khứ phân tử chính. Chúng ta sẽ cần trạng từ. Rural areas are commonly known as the countryside or village. Những khu vực nông thôn thường được biết đến như là quán nông thôn hoặc là ngôi làng. Xin mời các em cùng đến với phần chọn từ dựa vào các cái từ gợi ý. Tôi rất thích nhìn những vì sao và những đêm có sao. Ở đây chúng ta thấy là I like cộng verb in hoặc to verb đúng không nào? Ở đây chúng ta thấy là tôi rất thích. Ở đây chúng ta sẽ chọn câu A và câu C. Look at, okay. I like to look or I like looking at stars. Chúng ta sẽ chọn ở đây là câu C nhé. Tôi rất thích nhìn, à xin lỗi, ở đây chúng ta sẽ chọn là câu câu A. Vào những đêm, vào những đêm. Câu số 2, một vài người nông dân vẫn sử dụng. Ở đây chúng ta có cụm Buffalo drawn cars, là những cái xe trâu kéo bởi những con trâu, con bò đấy, để di chuyển cái vụ mùa. Vậy chúng ta thấy là some farmers, ở đây là farmers, ở đây là danh từ số nhiều. Vậy thì động từ ở đây chúng ta sẽ phải giữ nguyên. Vậy sử dụng cái gì để làm gì, chúng ta sẽ chọn câu D. Và từ tu. Câu số 3, trẻ em ở thành phố thì có cuộc sống thú vị hơn là trẻ em ở nông thôn. Vậy chúng ta thấy là trẻ em ở đường phố, từ children là danh từ số nhiều đặc biệt. Vậy chúng ta sẽ dùng have more
interesting life then, đúng không ạ? Chọn câu C. Rồi, tiếp theo câu số 4. Những người nghèo, đúng không, thì sưu tập những cái chai lọ cũ để kiếm ra tiền. Tức là họ thu thập đấy, họ thu thập những người họ thu thập những cái chai lọ cũ để kiếm tiền. Vậy chúng ta có sẽ có là poor people đứng đầu tiên này. Sau đó là thì collect động từ. Sưu tập cái gì đúng không? Để làm gì chúng ta sẽ chọn câu B. Câu số 5. Thú tiện lợi hơn để sống ở và thành phố hơn là nông thôn. Vậy chúng ta có câu is more. Is more phải cộng tính từ. Is more convenient để làm gì? To live in a city than in the countryside. Câu này của bạn đúng không? Rồi, bài học hôm nay chữa đề 15 phút. Unit 2, sách tiếng Anh mới lớp 8 của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em.